Mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tập ngày tiếp theo trong chuỗi chuyên đề yoga dành cho Phật tử cùng với Đăng Kim Toàn nhé. Và sau đây thì chúng ta có tiếp tục tập những cái động tác đầu tiên của buổi tập ngày hôm nay nhé. Hai chân mở rộng bấm vai nào. Động tác đầu tiên này, đan 10 ngón tay với nhau, nâng cao và rút dài cột sống của mình lên. Nâng cao bả vai lên nhá. Thì trái núi giữ thật tĩnh nhá. Thật chắc chắn và thật tĩnh. Hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên và bình thường thôi. Thôi, tay phải túm lấy cổ tay trái, chấm dái thôi, nghiêng người sang phải, giữ thật tĩnh nhá, cứ thở bình thường và giữ thật tĩnh thôi. Thôi, xếp chặt eo, lên. Đổi tay, đổi bên nào. Chậm rãi thôi. Thank you.
Thôi xin đeo lên. Thôi buông tay xuống. Đan 10 ngón tay vào nhau. Thế càng duỗi nào. Thật tĩnh nhá. Thôi buông tay. Chúng tay vào hai đầu gối này, nhổm dậy. Rồi, bước dòng chân sang hai bên. Quặp mũi chân vào trong. Quặp sâu người xuống. Hai tay túm lấy cổ chân, ngẩng đầu lên. Khóa thật tĩnh và thật chắc nhá. Rồi, chúng tay vào giữa hai chân phía trước nhé. Thế lật người này. Xoay đầu nhìn theo tay vai phải. Lật ngửa người lên. Giữ tĩnh nào. Thank you.
Thôi, đổi tay này. Lật ngửa người lên. Thôi chống tay lên, xoay người lại này, quặp mũi chân, mở mũi chân ra ngoài, ngồi tẹt thấp xuống, đổ thân trên về phía trước, càng chắc càng tĩnh càng tốt. Thôi, thế anh hùng quỳ, chống hai tay xuống, nhổm dậy và thu chân. Thật thoải mái nhá. Thả lỏng vai, gáy ra. Khi tập luôn luôn ở trong trạng thái là cúi nhẹ đầu, thả lỏng toàn bộ cơ trên gương mặt và nhắm đôi mắt của mình lại. Thank you.
thôi, chúng ta trái sang ngang. Nghiêng người duỗi chân về trước. Tay túm lấy hai ngón chân cái khép vào nhau. Từ căng duỗi, khó thật chặt nhá. Thôi, buông nhổm dài. Thế cái bàn, tay đưa về sau, đẩy lên khóa chặt. Gào đầu lên. Hạ xuống. Thì lưỡi câu ngồi, co hai chân vào lòng. Thẳng lưng nhá. Rút dài cột sống này. Rồi với dài tay về trước. Gập sâu người xuống. Thoải mái, thả lỏng, thư giãn.
Thôi, buông lỏng nhầm dài. Khoanh hai chân lại, tay với dài sang hai bên, với xa xuống phía dưới thảm nhé. Xoay căng cổ sang bên trái, hơi cúi nhẹ đầu xuống, tập trung vào các lỗ sống cổ thôi. Thôi buông lỏng, xoay lại đổi bên, chậm rãi thôi, căng cổ nhé. Hơi buông, quay lại, chậm rãi thôi, xoay người sang trái, thế có rắn, chống tay bước lùi, thật thoải mái, thả lỏng nhé, dựng hai bàn chân nhé, nâng cao vai và thả lỏng cuộc sống, cố gắng giữ thật tĩnh nhé, tất cả động tác thì chúng ta đã biết và làm quen rất là nhiều rồi, chỉ cần giữ thật tĩnh, mỗi động tác khoảng trên một phút, thế là được, và thở tự nhiên bình thường.
chó cho mình. Nâng người lên đè về. Xòe thật rộng bàn tay này, giữ thật tĩnh. Chỉ cần giữ thật tĩnh thôi thì sau khoảng tầm 10-15 giây là bắt đầu chúng ta thở hoàn toàn bằng bụng hết. Có nghĩa là cái quá trình hít vào thở ra bụng sẽ phập phồng rất là mạnh. Mình chỉ cần duy trì đều đặn cái nhịp thở đó. Thôi, giữ thẳng người ra. Bước hai chân lên sát với hai tay này. Ngồi xuống là cái cày. Thôi, lăn tròn. Khoay anh em với nhau. Lăn tròn. Thôi lăn ngang hai bên. Thôi nằm xuống. Giang hai tay này, thế vặn người rất quen thuộc. Chân trái nâng lên, đổ sang chân không chạm sàn, xoay đầu sang tay vai trái.
năng chân. Hạ xuống. Đổi chân. Đổ sang. Xoay đầu sang tay vai phải. Thả lỏng thư giãn. Thôi nâng chân em. Hạ xuống. Tay đan đỡ phía sau gáy. Kéo đầu thả lỏng vai gáy ra. Thôi à xuống. Thoải mái, thả lỏng thư giãn. Buổi tập đến đây là kết thúc ở đây. Hai buổi vừa rồi thì các bạn đều được nhận thấy rằng là Kim Toàn không nói gì cả. Và chúng ta hoàn toàn có thể cảm thọ rất là dễ. Đồng thời là có thể đo lường được khá là chính xác cái lực tác động từ tư thế động tác vào cụ thể các bộ phận nào đó nhé. Và các buổi sau thì các bạn cũng cố gắng tập y xì như vậy. Cũng có thể là một số buổi sau thì Kim Toàn lại nói nhiều hơn một chút. Tuy nhiên thì vẫn với cái cách tập giống như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng làm sao kiểm soát cơ thể của mình hơn. Thay vì chúng ta lắng nghe cơ thể của mình thì mình lắng nghe chính bộ phận cơ thể của mình nhé. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở buổi tập của ngày tiếp theo nhé.